mọi người, chào mọi người đến kênh Mụn Mụn Channel. Ủa mà xong hơi sao nó tắt à? Này cái này bánh mắt ra mới thấy luôn á. Không ạ, em xài mỗi cái của chị được chị. Mày chị hỏi lại nha mày. Em đang xài gì của chị không mày? Có xài gì không mày? Cái serum mới lại cái hả? Dạ. Câu này dễ hiểu quá. Ui, em nói được rồi, em đừng lắc đầu. Đang lấy mụn mà ông cứ lắc đầu. Ủa nhưng mà sao mua khô vậy ta? Từ từ mua khô tự nhiên hả? Nó không. Lâu lâu nó hay khô hay là nó không. Để hỏi lại nha. Em hơi cầm cành nha chị An. Em thấy chị bắt đầu nói gì giống hạn rồi đó. Hỏi ra chuyên kiểm suy nghĩ cho nó. Ý là lâu lâu nó mới khô hay là ngày nào nó cũng khô vậy? Em không biết. Không, bữa nay ai cũng khô hết á. Bữa nay trời nó lạnh mà, không khô sao được. Em không nói nhanh ra hồi em quên mất em định nói gì luôn á. Anh là vô nhập như mấy khô. Được, kệ tao, cố gắng phát huy. Ô là trời. Ngủ quên à? Ngủ quên như chị An à? Thì năng nỉ nó nhắn tin đó, năng nỉ nó mới lên đó. Đi làm á hả? Ừ. Ủa chứ đi làm bây giờ phải năng nỉ nữa hả? Ừ. Nói kỳ vậy chứ. Này vô đi, vô đi. Lùi cái máy thì chưa có trả nữa. Uống cà phê chưa? Chị mua cà phê cho em uống. Lại lại. Cảm mấy? Ăn sáng chưa? Đi ra tiệm giặt cho nó nhanh. Ừ.
đó con người làm biến còn kêu chạy ra tiệm nữa. Ủa làm biến mới chạy ra tiệm như gì nữa? Em làm biến bỏ đồ vô nữa. À. Chị An cho mượn cái máy giặt kìa. Ờ, máy giặt đi không vậy kìa. Trời ơi là trời. Người ta cho máy giặt ở dưới mình không lấy. Người ta đã cho mình không lấy. Trời người ta năn nỉ nữa. Thôi. Xong nghĩ chị ăn đòi tiền. Ủa tính ra bữa trước nhà mình có cái tủ lạnh luôn á, sao bữa không lấy cái tủ lạnh lên á? Mẹ đang hỏi Tết ăn heo quay không mà còn chưa trả lời luôn. Đâu Huy? Nữa lại gần. Hình như em giống bị dị ứng cái gì đúng không? Em bị chích vaccine nhỉ? Vaccine hả? Dạ. Nó lên nhiều như này luôn á hả? Nó li ti á. Ừ, nhiều giả man luôn á. À. Giống như bị dị ứng cái gì luôn á. Chị phải căng mắt ra nhìn mới thấy luôn đó chà. Chị đau của cái gì? Một cà phê uống đi chị. Em thật bữa nay thèm cà phê á. Vãi trưởng rồi. Chết rồi. Nó cũng nghiện theo rồi đấy. Mình làm gì bất ngờ chứ nghiệp. Tại chị An á. Không có à. Tại chị em nghiện cà phê á. Trời ơi. Ừ, thì bà cứ mua về bà uống. Uống xong rồi uống ké không à. Có gì em không phải sữa mà. Ừ. Ủa chị uống cà phê sữa chứ bao giờ chị uống cà phê đen. Em chị không hiểu nhau rồi. Trời bữa nay sao nó sai trái vậy trời. Sao vậy?
Lan giờ sẽ chờ, sẽ ngày nào nó cũng sẽ gọi chị đi tư vấn nâng mũi này. Cái tội đặt lịch hẹn đồ này chứ. Thôi đi đi, lại bị người ta dụ làm đấy. Biết đẹp hay thấy, thấy đầy người lệch mũi không? Chị ăn đâu có lăn đâu, tối ngủ sao thì sáng mai y vậy à? Chỉ có nửa đêm làm gì thì không biết thôi. Cho nên là phải đẩy hai giường lại đây, không sợ rớt. Không, chị An đã bị viêm mũi, viêm xoang đồ mà đi cái đấy thì thôi đó. Né mùa lạnh thì thôi chứ. Chắc ôm mũi suốt ngày luôn á. Có em nói không vậy em? Hùng Hùng mới đi lúc nào không biết đâu. Tính chị An mà. Đi ở đâu cần nói đâu. Thế nhưng mà mặc dù mình cũng phi cũng cản vậy ha. Ừ. Mà giống vậy ta dỗ ha, nọ tánh nọ ra hết nè. Chị người lên chứ. Ai nói gì nói đi là mình đi à. À, đưa mấy cái kia xuống dưới đi chứ. Đồ ăn này. Xuống dưới chị quên nấu, lúc nào chị nấu. Để trên này chị đâu có lên lấy được mà. Ồ kì. Đừng có nói vứt cái anh hóa đơn đi cả nha. Không, trời ơi, em xuống đòi chị Quyên mà, em có đòi chị đâu. Thịt thịt thôi bữa nữa. Em mời mà không thèm uống luôn á. Chị đã rất là ho, tiết kiệm gì, không uống gì nữa. Không uống không hả?
chị gọi cái gì đây? Em bữa nay chán trà đào rồi. Có món gì lạ lạ không? Làm gì nữa? Cùng chị Quyên trả cho chị ăn có trả đâu. Cho miếng bông nhúng nước đi nhờ. Nay không trang điểm mà. Nghĩ ra. Cái tội dậy muộn. Em cắt ngắn bớt đi được rồi ấy như rồi.
thất nghiệp để giác cái tủ lạnh về rồi muốn nó khỏi rửa rồi làm đồ nó không đi làm. Cho mà còn phải năm thì nó lấy nữa lại nữa. Không lấy là không lấy mà. Thì cũng có cái nhà này ngon lắm luôn. Cho nó uống, cho cái bé nhà khác trở về. Rồi hôm qua làm gì nữa kìa. Cho đi ngoài luôn mà cũng không lấy. Lấy về cho đỡ chặt nhà đi. Ủa, tôi là tao mua 4 triệu mấy lần đó. Rẻ gì, 4 triệu 9 lần đó. Ủa, mấy cái máy giặt. Thà giặt tay còn hơn là giặt máy. Giặt tay luôn, phải có cả cái vui giặt tay. Trời mẹ ơi là núi đồ luôn hả? Tại vậy còn không cần không nỡ cầm cái sọt lên mà bỏ luôn. Chị ăn trà sữa gạo uống chị ăn. Ê cái tiệm kia tên gì quên bán á nhỉ? Mà pha phin chắc ngon hơn pha máy. Cái khẩu trang nó bị gì chứ, chả đau chứ trời.
Trời môi này. Đây, bụng này Huy. Đừng có quay. Hello mọi người, chào mọi người đến cái mụn channel. Ủa mà xong hơi sao nó tắt à? Mấy cái này bánh mắt ra mới thấy luôn á. Không ạ. Em xài mỗi cái của chị được chị. Mày chỉ hỏi lại nha Mày. Em đang xài gì của chị không Mày? Có. Xài gì Mày? Cái serum với lại cái... Cái bụng hả? Dạ. Câu trả lời thì là dễ hiểu. Câu này dễ hiểu quá. Em có uống thuốc không em? Em nói được rồi em đừng lắc đầu. Bố hạ đi. Em ngồi nó hơi khô đạm. Chị hỏi em đừng có gặp ha. Em trả lời thôi nha. Trước đây em có uống thuốc gì không? Chị quên rồi. Không ạ. Đang lấy mụn mà ông cứ lắc đầu. Ủa nhưng mà sao mưa khô vậy ta? Từ từ mưa khô tự nhiên hả? Hay, nó không. Lâu lâu nó hay khô hay là nó lâu khô. Để hỏi lại đi. Em hơi cồng cành nha chị An. Chuyên nghiệp suy nghĩ xem nào. Ý là lâu lâu nó mới khô hay là ngày nào nó cũng khô vậy? Em không biết. Không, bữa nay ai cũng khô hết đó. Bữa nay trời nó lạnh mà, không khô sao được. Em không nói nhanh là hồi em quên mất em định nói gì luôn á. Anh là dồn dập nhưng mới khô. Được, kệ, sao, cố gắng phát huy. Ô là trời. Ngủ quên à? Ngủ quên như chị An à? Chị năn nỉ nó nhắn tin nó, năn nỉ nó mới lên đó. Đi làm á hả? Ừ. Ủa chứ đi làm bây giờ phải năn nỉ nữa hả? Ừ. Nói kỳ vậy chứ. Này, vô đi. Bắt người ta đi tăng ca. Lùi cái nát thì chưa có trả nữa. Uống cà phê cho chị, mua cà phê cho em uống. Hai lần. Cảm ơn. Ăn sáng chưa? Ăn rồi.
đi ra tiệm giặt cho nó nhanh. Đó con người làm biếng còn kêu chạy ra tiệm nữa. Ủa làm biếng mới chạy ra tiệm như gì nữa? Em làm biếng bỏ đồ vô nữa. Chị An cho mượn cái máy giặt kìa. Ừ, máy giặt đi không vậy kìa. Trời ơi là trời. Người ta cho máy giặt ở dưới mình không lấy. Người ta cho mà không lấy. Ừ. Trời người ta năn nỉ nữa. Xong nghĩ chị ăn đòi tiền. Cái máy giặt nhỏ à, cái máy giặt gì máy Ủa tính ra bữa trước nhà mình có cái tủ lạnh luôn á, sao mà không lấy cái tủ lạnh lên á? Mẹ đang hỏi Tết ăn heo quay không mà còn chưa trả lời luôn. Đâu Huy? Nữa lại gần. Hình như em giống bị dị ứng cái gì đúng không? Em à, bị chích vaccine nhỉ? Vaccine hả? Dạ. Nó lên nhiều như luôn á hả? Nó li ti á. Ừ, nhiều giả man luôn á. À. Giống như bị dị ứng cái gì luôn á. Chị phải căng mắt ra nhìn mới thấy luôn đó trời. Chị đau của cái gì? Một cà phê uống đi chị. Em thật bữa nay thèm cà phê á. Vãi trưởng rồi. Chết rồi. Dạo này nó cũng nghiện theo rồi đấy. Ôi, làm gì bất ngờ chứ nghiệp. Tại chị An á. Không có à. Tại chị em nghiện cà phê á. Trời ơi. Ừ, thì bà cứ mua về bà uống. Uống xong rồi uống ké không à. Có gì em có phải sữa mà. Ừ. Ủa chị uống cà phê sữa chứ bao giờ chị uống cà phê đen. Em chị không hiểu nhau rồi. Rồi bữa nay sao mới sai trái vậy trời.
Sao vậy? Chị An giờ sẽ chờ, sẽ ngày nào nó cũng sẽ gọi chị đi tư vấn nâng mũi này. Cái tội đặt lịch hẹn đồ này chứ. Thôi đi đi là bị người ta dụ làm đấy. Biết đẹp hay thấy đầy người lệch mũi không? Chị An đâu có lăn đâu, tối ngủ sao thì sáng mai y vậy à? Thì có nửa đêm làm gì thì không biết thôi. Cho nên là phải đẩy hai giường lại đây, không sợ rớt. Không, chị An đã bị viêm mũi, viêm xoang đồ mà đi cái đấy thì thôi đó. Nhé, mùa lạnh thì thôi chứ. Chắc ôm mũi suốt ngày luôn á. Có em nói không vậy à em? Hùng Hùng mà đi lúc nào không biết đâu. Tính chị An mà. Đi ở đâu cần nói đâu. Kiểu như mình mặc dù mình cũng phi cũng cản vậy ha. Ừ. Mà giống bị ta dụ á, họ tánh ngộ ra lúc nè. Chị xịt người lên chứ có hơi. Ai nói gì nói đi là mình đi à. Đưa mấy cái kia xuống dưới đi chứ. Đồ ăn này. Xuống dưới chị quên nấu lúc nào chị nấu. Để trên này chị đâu có lên lấy được mà. Ok. Đừng có nói vứt cái hóa đơn đi rồi nha. Không, trời ơi, em xuống đòi chị Quyên mà, em có đòi chị đâu. Tiếp thêm bữa nữa. Điện theo là đấy. Ôi, làm gì bất ngờ chứ nghiệp. Ừ. Tại chị An á. Không có à. Tại chị em nghiện cà phê á. Trời ơi. Ừ, thì bà cứ mua về bà uống, uống xong rồi uống ké không à.
Có gì em có phải sữa mà. Ừ. Ủa? Chị uống cà phê sữa chứ bao giờ chị uống cà phê đen. Rồi em chị không hiểu nhau rồi. Rồi bữa nay sao mới sai cái gì trời? Sao vậy? Chị ăn giờ sẽ chờ sẽ ngày nào nó cũng sẽ gọi chị đi tư vấn nâng mũi này. Cái tội đặt lịch hẹn đồ này chứ. Thôi đi đi lại bị người ta dụ làm đấy. Biết đẹp hay là thấy đầy người lệch mũi không? Chị em ngủ năng quá à. Ừ. Em một chỗ đó chị nha. Chị thơm hả nữa. Để hoa tới em với Hạnh Hoa ngủ đẹp rồi. Nếu có làm thì em với Hạnh Hoa chợ chị trong một tháng. Ngủ đẹp chị lại. Đúng rồi, hai đứa em tài ngủ nằm trong chỗ mà. Chị ăn đâu có lăn đâu, tối ngủ sao thì sáng mai y vậy à. Chỉ có nửa đêm làm gì thì không biết thôi. Cho nên là phải đẩy hai giường lại đây, không sợ rớt. Gọt giường vài lần hết mấy gì. Không, chị An đã bị viêm mũi, viêm xoang đồ mà đi cái đấy thì thôi đó. Nếu mùa lạnh thì thôi chứ. Chắc ôm mũi suốt ngày luôn á. Em nói không phải là em Hùng Hùng mà đi lúc nào không biết đâu. Tính chị An mà. Đi ở đâu cần nói đâu. Kiểu như mình mặc dù mình cũng phi cũng cản vậy ha. Ừ. Mà giống bị người ta dụ ha. Ngộ tánh ngộ ra lúc nè. Chị xịt người lên chứ có là... Ai nói gì nói đi là mình đi à. À, đưa mấy cái kia xuống dưới đi chứ. Đồ ăn này. Xuống dưới chị quên nấu lúc nào chị nấu. Để trên này chị đâu có lên lấy đâu mà. Ok. Đừng có nói vứt cái hóa đơn đi rồi nha. Không, trời ơi, em xuống đòi chị Quyên mà. Em có đòi chị đâu. Tiếp thịt thôi bữa nữa. Em mời mà không thèm uống luôn á. Số thoại đây vui 5 1 5 đúng không chị? Nghe em bấm đây.
người ta hỏi vay tiền đó. Kiểu không, người ta hỏi cho mình vay á. Chị gọi cái gì đây? Bữa nay chán trà đào rồi. Có món gì lạ lạ không? Làm gì nữa? Chị Quyên trả cho chị ăn, có trả đâu. Cho mình bông nhúng nước đi như vậy. Nay không trang điểm mà. Nghĩ ra. Cái tội dậy muộn. Ngắn bớt đi được rồi ấy, Như rồi.
nghiệp để dắt cái tủ lạnh về, mẹ muốn nó khỏi rửa tủ lạnh, đồ nó không đi làm. Cho mà còn phải 5 lý nó lấy nữa. Lại nữa. Không thấy là không thấy mà. Đi xuống nó có cái nhà này ngon lắm luôn. Cho nó cuốn, cho nó không chịu về. Rồi hôm qua làm gì nữa kìa. Cho đi ngoài luôn mà cũng không lấy. Lấy về cho đỡ chặt nhà đấy. Ủa, tôi lại tao mua 4 triệu mấy lần đó. Ghẻ gì, 4 triệu chứ lần đó. Ủa, mấy cái máy giặt. Thà giặt tay còn hơn là giặt máy. Giặt tay nó có cả cái vui giặt tay. Trời ơi, mẹ ơi à. Núi đồ luôn à. Ta vậy còn không cần không nỡ cầm cái sọt lên mà bỏ luôn. Chị ăn trà sữa gạo uống chị ăn. Ê cái tiệm kia tên gì quên bán á nhỉ? Mà pha phin chắc ngon hơn pha máy. Cái khẩu trang nó bị ì chứ trời, đau dữ trời.
Rồi, trời môi này, đây, bụng này Huy.